Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Toàn cảnh bóng đá ngày 15 tháng 1 của Thuật Thể Thao. Lời đầu tiên thì cho Thuật Thể Thao xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một tuần mới. Chúng ta có sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Chúc cho tất cả mọi người có một tuần mới làm việc và học tập hiệu quả nhất có thể. Và trước khi đến với chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn có thể bấm like và subscribe kênh YouTube Thuật Thể Thao để nhận những cái thông tin về bóng đá Việt Nam, bóng đá quốc tế được Thuật Thể Thao cập nhật liên tục vào mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu cho chương trình Toàn cảnh bóng đá ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ nói về đội tuyển Việt Nam. Như chúng ta đã biết, trong trận đấu ra quân của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 gặp Nhật Bản, thầy trò huấn luyện viên Philip Chuje đã có một trận đấu có thể nói rằng thi đấu hay ngoài mong đợi của các cổ động viên. Trước khi bước vào trận đấu này và trước ngày lên đường sang Qatar thì đội tuyển Việt Nam cũng như là cá nhân huấn luyện viên Philip Chuje đã phải chịu rất nhiều những cái áp lực liên quan tới thành tích này, áp lực liên quan tới lối chơi và cái sự gắn kết giữa những cầu thủ với nhau. Bên cạnh đó, đó là những cái áp lực về mặt vô hình từ đối thủ nữa. Thực tế mà nói thì đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu này là một bảng đấu nó cũng tương đối là khó khăn, cho nên chúng ta chỉ dám hy vọng là giành cái suất đi tiếp theo cái dạng là cái đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất thôi. Và gặp đội tuyển Nhật Bản thì đội tuyển Việt Nam đã ra sân với đội hình gồm rất nhiều những cầu thủ trẻ và chúng ta chơi chủ động, chơi phòng ngự phản công. Và mặc dù bị cho đối thủ ghi bàn trước ở phút thứ 11 của trận đấu, tuy nhiên sau đó 5 phút thôi, sao trẻ Đình Bắc gọi là sao trẻ đã có một pha đánh đầu có thể nói rằng tái hiện cái siêu phẩm của Công Vinh và ghi một bàn thắng có thể nói rằng rất là đẹp mắt, và nó mở ra một cái thế trận và một cái giúp cho cái tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam lên cao. Và sau đó chúng ta lại có thêm được một bàn thắng nữa của Tuấn Hải và để cho Nhật Bản lâm vào thế khó. Và khi mà Tuấn Hải ghi bàn thì đội tuyển Việt Nam có cái tinh thần lên cao hơn rất nhiều rồi. Và đó là lý do trong khoảng thời gian sau đó thì Nhật Bản đã gặp rất nhiều khó khăn, và mãi tới cuối hiệp 1 thì đội bóng này ghi liền 2 bàn thắng để dẫn lại với tỷ số 3-2. Thì trong hiệp thi đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam một phần là bị xuống sức và đối thủ cũng đã nghiên cứu được chúng ta rồi, cho nên là họ cũng đã rất là khó chịu, khiến cho đội tuyển Việt Nam đã không tạo ra được nhiều cái sự đột biến nữa. Vì vậy mà chúng ta đã có những sự thay đổi người để mà giúp cho cái lối chơi của chúng ta được duy trì, nhưng mà những cái phương án vào sân ở trận đấu này đã không phát huy được không đáp ứng được cái mặt chuyên môn từ ban huấn luyện đề ra, khi vẫn có những cái nhịp nó vẫn chưa đúng và những cầu thủ vào sân từ ban ghế dự bị ở trận đấu này chúng ta thấy rằng là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Và vì vậy mà đội tuyển Việt Nam đã nhận thêm một bàn thua nữa và nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 2-4. Mặc dù thất bại đấy nhưng mà đội tuyển Việt Nam đã thể hiện một màn trình diễn rất là tích cực, và đội tuyển Việt Nam đã có được một cái kết quả có thể nói rằng là ngoài mong đợi. Thì sau cái trận đấu này mà đội tuyển Việt Nam đã ghi được 2 bàn thắng vào lưới của đội tuyển Nhật Bản thì đội tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử khi là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta ghi được hơn một bàn vào lưới của đội tuyển Nhật Bản. Và trước đây chúng ta chỉ ghi được có một bàn thôi, nhưng bây giờ chúng ta đã ghi được 2 bàn vào lưới của đội tuyển Nhật Bản rồi. Thì đây là một cái thành tích có thể nói rằng là rất là ấn tượng của đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta cần lưu ý rằng cái thành tích này của đội tuyển Việt Nam ấy nó cũng giúp cho chúng ta có được một cái thông số có thể nói rằng là rất là ấn tượng. Vì chúng ta biết rằng là trong 2 năm qua thì đội tuyển Việt Nam là một trong số ít những đối thủ ghi được 2 bàn thắng vào lưới của đội tuyển Nhật Bản trong một trận đấu. Chúng ta ngang hàng với những đối thủ như là Thổ Nhĩ Kỳ, Colombia và Canada. Lần gần nhất mà Nhật Bản bị thủng lưới nhiều hơn 2 bàn đó là trong một trận đấu tại thất bại 0-3 trước Tunisia ngày 14 tháng 6 năm 2022. Và các đội tuyển Đức này, Tây Ban Nha, Croatia, Uruguay và ngay cả Brazil cũng không thể ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng vào lưới của đội tuyển Nhật Bản trong một trận đấu. Đấy. Ngoài ra thì trong 2 năm qua đội tuyển Việt Nam cũng cùng đội tuyển Đức, Tunisia, Canada là gặp đội Nhật Bản 2 lần trở lên thì đội tuyển Việt Nam ghi được tổng cộng 3 bàn, trong đó có một bàn của Thanh Bình vào năm 2022 ở vòng loại thứ 3 World Cup ấy, ngang bằng với thành tích của Canada và Tunisia. Trong khi đó thì đội tuyển Đức chỉ ghi được có 2 bàn sau 2 lần đọ sức với đội tuyển Nhật Bản thôi. Thì cái cuộc đọ sức của đội tuyển Việt Nam trên với đội tuyển Nhật Bản thì
là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất ở Asian Cup 2023 khởi tranh. Trước đó thì những cái đội bóng như là Qatar hay là Liban, Australia hay là Ấn Độ thì cũng chỉ có là 3-0 và 2-0, còn hai trận đấu còn lại sau đó thì hòa 0-0. Thế đây là trận đấu nhiều bàn thắng nhất. Đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã thể hiện rất tốt cái tâm lý thi đấu và thi đấu rất vững vàng, và chúng ta đã xứng đáng ghi được hai bàn thắng vào lưới của đội tuyển Nhật Bản. Mặc dù thua trận nhưng việc chúng ta thua 2-4 nó khác hơn rất nhiều khi thua 0-2, vì chúng ta ghi được bàn thắng và chúng ta lại không bị thẻ nữa. Cho nên là đây là một cái tín hiệu rất là tích cực của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier. Chúng ta đến với cái thông tin thứ hai, đó là liên quan tới tiền đạo Đình Bắc của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta biết rằng Đình Bắc là cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay, và Đình Bắc đã có một trận đấu mình đánh giá, nếu như ở trận đấu này mình đánh giá cầu thủ nào chơi hay nhất thì đó phải là Đình Bắc. Đình Bắc rất tự tin trong cái việc đi bóng cũng như là đột phá và đưa ra những cái quyết định cuối cùng của mình. Và Đình Bắc đã có một pha đánh đầu có thể nói rằng là cực kỳ ấn tượng, một siêu phẩm trong sự nghiệp của Đình Bắc để giúp cho đội tuyển Việt Nam có được cái bàn thắng gỡ hòa. Và đấy là bàn thắng mang tính bước ngoặt của trận đấu, bởi vì khi ghi bàn như vậy thì cái tinh thần của đội tuyển Việt Nam sẽ lên và chúng ta đã chơi tốt hơn. Thì cái bàn thắng của Đình Bắc ghi được khi cầu thủ này 19 tuổi 4 tháng và 26 ngày. Đấy, pha lập công này giúp Đình Bắc phá kỷ lục của Phan Thanh Bình để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup. Đấy, ở Asian Cup năm 2007 trên sân nhà thì trong trận mà Việt Nam hòa Iraq, khi mà Thanh Bình ghi bàn ấy, có là Thanh Bình là 20 tuổi 10 ngày. Đấy, đúng không ạ? Thì cái bàn thắng này của Đình Bắc là đây là bàn thắng thứ hai đấy, bởi vì trước đó Đình Bắc cũng đã ghi bàn vào lưới của tuyển Philippines ở vòng loại thứ hai World Cup 2016 rồi. Thì điều này cho thấy là Đình Bắc đang có được những cái cột mốc rất là đáng nhớ và đang trở thành một trong những chân sút trẻ và đang tiến dần lên vào cái sự tin tưởng của huấn luyện viên Philippe Chuzier trong cái đội hình chính của đội tuyển Việt Nam đấy. Nếu như cái thi đấu như thế này thì Đình Bắc hoàn toàn có thể chiếm được một suất đá chính trong đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Cũng liên quan đến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Nhật Bản, thì ở trận đấu này thì Hùng Dũng mang băng đội trưởng, và sau trận đấu này thì Hùng Dũng đã có những cái chia sẻ về mặt cảm xúc sau trận đấu với đội tuyển Nhật Bản. Thì đội trưởng của đội tuyển Việt Nam cũng đã bày tỏ được cái sự tiếc nuối ở trận đấu này, vì là Hùng Dũng đã nói rằng Nhật Bản nằm top 15 thế giới, đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng và thậm chí toàn đội đã có chiến thuật riêng dành cho trận đấu với Nhật Bản. Kết quả dù không được như mong đợi, song chúng tôi vẫn có những thời điểm chơi tốt. Tôi hy vọng toàn đội sẽ tiếp tục giữ vững được tinh thần lẫn lối chơi để tiếp tục cho những trận đấu tiếp theo. Đấy, chúng ta thấy rằng là đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã chơi quá là tốt. Sau màn trình diễn tốt ở hiệp 1 thì chúng tôi đã có sự kỳ vọng lớn hơn. Có lẽ tỷ số 3-2 là một kết quả đẹp, nhưng gặp Nhật Bản rất mạnh, cầu thủ Việt Nam đã chơi hết sức. Tôi nghĩ tỷ số này chưa thật sự mỹ mãn cho lắm, nhưng chúng tôi chấp nhận với kết quả này. Trong khi đó thì nói về hai trận đấu sắp tới thì Hùng Dũng nói rằng trận đấu gặp Indonesia rất quan trọng và then chốt của đội tuyển Việt Nam ở bảng đấu này. Vì bảng đấu này khó khăn, Iraq là đối thủ mạnh nhưng Indonesia mới là đối thủ trực tiếp. Chúng tôi tin sẽ đạt kết quả tốt nhất. Thì chúng ta hy vọng rằng Hùng Dũng và các đồng đội của mình sẽ có được kết quả tốt trước đội tuyển Indonesia, bởi vì chỉ có giành chiến thắng trước Indonesia thì đội tuyển Việt Nam mới có cơ hội để mà giành vé đi tiếp mà thôi. Thì sau buổi họp báo sau trận đấu này, trước chứng kiến cái màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ấy, thì huấn luyện viên Morihashi cũng đã có những cái phát biểu, cũng đã dành những cái lời khen cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier. Ông ấy nói rằng trận đấu với đội tuyển Việt Nam đã dạy cho chúng tôi một bài học rằng không có trận đấu nào dễ dàng ở Asian Cup cả. Ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, chúng tôi đã gặp vấn đề với những tình huống cố định. Đến Asian Cup, đội bóng nào cũng sẽ tập trung vào điều này và tôi nghĩ phải điều chỉnh sau đó cho phù hợp. Đó chính là cái phát biểu của huấn luyện viên Morihashi. Và ông ấy cũng nói rằng chúng tôi đã gặp khó khăn trong trận đấu đầu tiên. Tất nhiên đội bóng phải suy ngẫm về việc mà buộc phải chạy theo một diễn biến đã xảy ra. Dù vậy, các cầu thủ của chúng tôi đã bình tĩnh, có sự điều chỉnh và có được cái trạng thái thi đấu tốt. Còn những điều phải suy xét lại thì chúng tôi vẫn có niềm tin vào tương lai. Thực ra thì trong một cái trận đấu, ở trận đấu ra quân với bất kỳ một đội bóng nào, ngay cả là ứng cử viên cho chức vô địch ấy, thì cũng rất khó khăn, bởi vì khi đó cái lối chơi ở một cái sân chơi chính thức nó vẫn chưa thể nào mà nhuyễn được ngay đâu. Từ trận đấu thứ hai trở đi thì mới nhuyễn được. Vì vậy
đội tuyển Nhật Bản gặp khó khăn trước đội tuyển Việt Nam, chơi với cái sơ đồ hàng phòng ngự lùi quá sâu như vậy cũng là điều bình thường thôi. Và mình vẫn tin rằng với cái chất lượng đội hình của đội tuyển Nhật Bản như thế này thì họ sẽ bỏ túi 9 điểm ở cái bảng đấu này mà thôi, và họ sẽ có quyền lựa chọn đối thủ của mình. Và với cái thực lực của Nhật Bản thì họ sẽ rất tiến rất sâu ở giải đấu năm nay. Còn chúng ta cũng là thừa nhận rằng đó cũng là những cái chúng ta thi đấu tốt thật, nhưng chúng ta cũng thi đấu bằng tinh thần, chứ còn cái đẳng cấp của chúng ta vẫn đang thua kém đội tuyển Nhật Bản. Còn về phía huấn luyện viên Philippe Chuillier thì chiến lược gia người Pháp cũng đã có những cái chia sẻ rất là thẳng thắn sau trận đấu này. Ông ấy nói rằng là tôi hài lòng với trận đấu ngày hôm nay. Nếu xét về thứ hạng và phong độ gần đây thì phải xem xét Nhật Bản là gã khổng lồ mà chúng tôi phải đối mặt. Vì vậy mà những phút đầu lúc đầu cầu thủ của tôi đã có chút bỡ ngỡ và ngập trước áp lực đến từ đối phương. Tuy nhiên trong phần thời gian còn lại của trận đấu thì các cầu thủ đã thể hiện được cái sự tuân thủ đấu pháp và chiến thuật và duy trì được cái sự quyết tâm. Nhìn chung thì huấn luyện viên Philippe Chuillier rất hài lòng về cái trận đấu này của đội tuyển Việt Nam, và ông ấy đã nói rằng là hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ, bất chấp là chúng ta cũng đã đẩy lọt lưới tới 4 bàn. Thì huấn luyện viên Philippe Chuillier khẳng định một điều rằng trong cái trận đấu này, trận đấu với đội tuyển Nhật Bản thì không phải là trận đấu mang tính chất loại trực tiếp, và đây chỉ là một trong 3 trận đấu ở vòng đấu bảng thôi. Cho nên là dù có thất bại trước đội tuyển Nhật Bản thì cơ hội của đội tuyển Việt Nam vẫn còn, vì nếu như chúng ta đánh bại Indonesia và có kết quả tốt trước đội tuyển Iraq thì chúng ta sẽ có vé đi tiếp. Ông ấy nói rằng trận đấu này không mang ý nghĩa knockout, vậy nên chúng ta phải đặt vào tổng thể cả 3 trận đấu ở vòng bảng. Hôm nay Việt Nam đã ghi 2 bàn đồng thời không phải nhận thẻ phạt nào cả. Vì thế tôi nghĩ thua tỷ số 2-4 có ích hơn rất nhiều cho chúng tôi so với việc thua cách biệt 2 bàn như 0-2 chẳng hạn. Nhìn chung thì sau trận đấu hôm nay chúng tôi vẫn hướng đến mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này, đó là đội đứng thứ 3 có thành tích tốt, hoặc nếu tốt nữa là hướng tới cái vị trí thứ 2. Thực ra thì cái vị trí thứ 2 bảng đấu này là khó đấy, nhưng mà nói chung là cố gắng thôi. Nếu chúng ta đánh bại được Iraq thì chúng ta sẽ có, còn ở bảng đấu này mình nghĩ rằng nếu như đi tiếp được chúng ta sẽ đi tiếp theo suất đứng thứ 3 thôi. Còn trở lại với cái việc mà sử dụng các cầu thủ ấy, thì ông ấy nói rằng tôi không yêu cầu các cầu thủ phải đẩy khối đội hình lên pressing quá cao. Tuy nhiên chúng tôi ưu tiên việc đội hình của Nhật Bản không có nhiều thời gian cũng như là khoảng trống để chơi bóng ấy. Thực ra mà nói đây là cái trận đấu mà huấn luyện viên Philippe Chuillier cũng đã bố trí các học trò mình đã chơi một cách có thể nói rằng là rất là tốt, cái cự ly đội hình ổn, cho nên là cũng không, Nhật Bản không có quá nhiều khoảng trống. Chỉ có điều là nói chung là cái sức ép của họ quá lớn, nhưng trong một số thời điểm của trận đấu thì đội tuyển Việt Nam cũng đã không theo kịp, chứ không phải là mắc sai lầm, cho nên là chúng ta mới nhận những cái bàn thua mà thôi. Còn nếu như đội tuyển Việt Nam cứ duy trì được cái phong độ như thế này thì sẽ là rất đáng gờm đối với những đội bóng còn lại ở bảng đấu này. Thì liên quan tới cái đối thủ của đội tuyển Việt Nam thì trong ngày hôm nay đội tuyển Indonesia sẽ ra quân và gặp đội tuyển Iraq. Thì có rất nhiều người người ta nói rằng là với những gì mà đội tuyển Việt Nam đã thể hiện trước đội tuyển Indonesia thì đội tuyển Việt Nam đã thể hiện trước đội tuyển Nhật Bản thì Indonesia đã bắt đầu cảm thấy sợ đội tuyển Việt Nam rồi. Tuy nhiên với cá nhân thể thao đánh giá, Indonesia không sợ đâu, vì trên thực tế thì ở mỗi trận đấu thì các đội bóng sẽ có những màn trình diễn khác nhau. Đội tuyển Việt Nam có thể chơi tốt trước đội tuyển Nhật Bản nhưng không có nghĩa là chúng ta chơi tốt trước những đối thủ còn lại ở bảng đấu này, bởi vì mỗi đội bóng đều có lối đá khác nhau và huấn luyện viên phải thay đổi cái triết lý của mình và cách chơi của mình. Và khi gặp Indonesia chúng ta sẽ phải đá theo một cách khác chứ không thể đá tử thủ như gặp đội tuyển Nhật Bản được. Vì vậy mà nếu như đá tấn công như vậy thì cái hàng phòng ngự của chúng ta liệu rằng có đảm bảo được không, cái cự ly đội hình có đảm bảo được hay không như trận đấu với Nhật Bản không, và chúng ta truyền bóng, ví dụ như trận đấu với đội tuyển Nhật Bản chúng ta vẫn có những thời điểm mà hậu vệ chúng ta mắc sai lầm đấy. Cho nên là đội họ cũng chưa sợ đội của chúng ta đâu, vì vậy chúng ta vẫn phải khiêm tốn và thi đấu tốt ở những trận đấu còn lại thì may ra mới có được cơ hội. Còn trả lời trong buổi họp báo trước trận đấu với đội tuyển Iraq thì huấn luyện viên Shin Tae-yong cho rằng đội tuyển Indonesia đã sẵn sàng đối đầu với đội tuyển Iraq rồi, và tôi đồng ý rằng đã có sự chênh lệch thứ hạng rất lớn giữa Iraq và Indonesia trên bảng xếp hạng FIFA, hạng 63 so với 146. Tất nhiên thì trình độ của hai đội là khác nhau, mọi người đều biết điều đó và tôi cũng thừa nhận chúng tôi sẽ thể hiện một màn trình diễn tốt hơn so với cái trận đấu mà họ, cái đội bóng này mà thua 1-5 ở vòng loại thứ 2 năm 2016 ấy. Tôi nói thế, tôi không thể nói trước về kết quả nhưng bạn có thể mong đợi nhiều hơn ở trận gặp Iraq tại vòng loại World Cup 2026 trước đó. Đấy.
Ông Shin Ji-jang khẳng định là các cầu thủ của chúng tôi vẫn còn rất trẻ, đội tuyển Indonesia là đội trẻ nhất theo đội tuổi trung bình và nhóm tương đối yếu hơn. Cuối cùng thì ông ấy nói rằng tôi vẫn có thể nói rằng đội bóng của chúng tôi có tiềm năng và chúng tôi đang cố gắng xây dựng một cái chỉ tiêu và hiệu suất mà không và còn có cả sự tự tin nữa. Đấy. Thực ra thì Indonesia ở bảng đấu này mình đánh giá là yếu nhất bảng. Tuy nhiên khi mà so sánh với đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq thì Indonesia vẫn có cái cơ hội để mà tạo ra cái sự bất ngờ. Cho nên là đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Iraq đừng có mà chủ quan. Cái thông tin cuối cùng đó là trong ngày hôm nay ngày 15 tháng 1 sẽ diễn ra 3 trận đấu tiếp theo của vòng bảng Asian Cup 2023 và vào lúc 18:30 ngày 15 tháng 1 Hàn Quốc sẽ đối đầu với Bahrain và vào lúc 21:30 Indonesia sẽ gặp Iraq và vào lúc 0:30 ngày 16 tháng 1 thì Malaysia gặp Jordan. Thì ở 3 trận đấu này thì Hàn Quốc được đánh giá cao hơn Bahrain. Tuy nhiên cũng như cái trường hợp của đội tuyển Việt Nam ấy, mới Nhật Bản ấy, ở trong trận đấu đầu tiên thì bao giờ cũng gặp khó khăn, cho nên Hàn Quốc mình nghĩ rằng sẽ gặp khó khăn nhất định trước Bahrain. Tuy nhiên đội bóng này vẫn hoàn toàn có thể giành cách chiến thắng với cách biệt 2 bàn được. Còn Indonesia với Iraq cái cơ hội để mà giành điểm của Indonesia trước Iraq là không cao đâu. Và đây là cái trận đấu mà mình dự đoán rằng hai đội sẽ vào đá một cách rất là quyết liệt và khả năng hai đội sẽ có rất nhiều thẻ. Và nhưng dù sao đi chăng nữa thì mình cũng dự đoán là Iraq sẽ có chiến thắng 2 bàn trước Indonesia ở trận đấu này. Còn Malaysia gặp Jordan, đây là một trận đấu khó khăn với đại diện của khu vực Đông Nam Á đấy, không dễ dàng gì đâu bởi vì cái trình độ của Jordan nhỉnh hơn Malaysia. Và nói chung là Jordan đến Malaysia với đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là những đội bóng mà 1-9-1-10 với nhau. Cho nên là đây là trận đấu mà Malaysia buộc phải có điểm. Nếu như thua Jordan là rất là gay bởi vì ở bảng đấu này có cả Hàn Quốc và Bahrain nữa. Nên nếu như muốn giành vé tiếp thì bắt buộc phải đánh bại được Jordan nhưng sẽ rất khó. Mình nghĩ rằng nếu như Malaysia chơi tốt nhất có thể thì may ra có được một cái kết quả hòa trước Jordan mà thôi. Còn nếu như mà chơi không tốt thì cái khả năng họ nhận thất bại là tương đối cao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Và đánh giá gì mà trình diễn của đội tuyển Việt Nam thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị những ai mới xem kênh YouTube của Thuật Thể Thao có thể bấm like và subscribe kênh YouTube Thuật Thể Thao để nhận những thông tin mới nhất liên quan tới bóng đá Việt Nam, bóng đá quốc tế được Thuật Thể Thao cập nhật liên tục vào mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.